lùng, con hoàng bơ biến lên trên mặt nước lạ lùng. Văn võ lầu thông ý mọi đường. Sao sóng vỗ bên nhìn
gành, bên gành trăng soi tề tay tiến chúc chén rượu đào. Nhất tuần sớm nâng lên về ngọc các cô nâng mời là mời rước quan hoàng phôi đôi tay tiến chúc nghi chén rượu mời dâng nhị tuần à dâng lên về ngọc kính vuông tạ mẫu Hà Huệ nâng mời là mời rước ông hoàng bơ sơi a sơi rước ông hoàng bơ sơi mời sức quan hoàng rơi a rơi a rơi sức quan hoàng ngài mở đời vĩnh
có thanh chứng minh có thần tế độ. Phật giặt tay đưa cành đền đỉnh đèo dốc dội thang mây qua chùa bảo sai ông bơn lại qua chùa đồng. Chở ánh trăng vàng thiên ai chở ánh trăng vàng thiền thoi các cô tiên nữ thanh xa hồi cùng bảo hà nhắn ai lên trái hút bảo hà. Quanh đồi chim mi hót trước sân đền trúc bọc thấp mi cao dừa trình thanh đêm thanh hoàn cảnh vườn nở đào hỉ you
trung vườn. Nổi hoa
thượng đế đức vua cha, giáng tại Sơn Lâm trấn bảo Ngô Hà. Diện mạo đường đường tươi nét như ngọc, dung nghi quan hoàng bầy ngự đồng đẹp mở tươi tốt, khác nào quan hoàng bảy ngồi ghế đàm hát. Nhà thu nhà phiên lúc âm mơ siêu lúc anh ngờ ngỡ thôi. Say phù say thơ, say phù say thơ con hoàng bảy ngồi say câu kim cô. Say nợ tăng bồng tình rồi lại say. Say tình trắng nước câu kim cổ, say với non sông chuyện được tháng ngày. Quan hoàng bảy nhận ai lên đất đi à, Hà Bảo Hà. Dưỡng con là người có tâm, là người có đức đi à, mới được theo ông hoàng bảy bảo hà. Sáng ngu lưu vàng, theo là được theo hoàng bảy bảo hà. Theo là được theo hoàng bảy bảo. Hội đồng lệnh hoàng sai, thổ mãn hội đồng thành
trời hương thiêng giống đất chỉ trời. Đánh đông dẹp bắc việc ngoài, việc ngoài binh nhung lên tạ mẫu hạ người nâng mới là người
dựng Đức Hoàng người xơi, a xơi dựng Đức Hoàng người xơi. Tam bôi chuốc chén rượu đào, tôi nhờ chúng nâng lên bề ngọc, cai o nâng bơi là bơi dứt khoan hoàng rơi. A rơi, a rơi dứt ông người rơi. Hồ phú
Bye.
đàn hát rất hay tính cô ba. Đàn hát rất hay huyền cầm cô bơ này cũng đàn, cùng đàn nam khách chờ viễn phương đợi người, khách chờ viễn phương đã lên chức nữ nhiều làng tình đợi chờ. Chuông chuông
tiếng chuông chùa đền Hàn Sơn, chân cô bước xuống thuyền, chân cô bước xuống thuyền, phách nhất cô ba ơi, phách là phách nhất, sách nhị dẫn nhịp quan quan hò quan, phách ba thân chiều quan hò quan, xin cô mở lái ra hò quan chô quan, hàn thác treo ra quan quan hò quan, ba bông cây thị quan quan hò quan, ra mãi đỏ lè quan quan hò quan, kìa nước cửa lai la quan hò chô quan, qua con sông nhị hà quan quan hò quan, kìa rằng thuyền ai quan quan hò quan, bên kia cô tám tre quan quan hò quan, những núi cùng khe quan quan hò quan, nhấp nhô đàn cá bạc quan hò dô quan, dặm ba cô thái nữ hò quan dô quan, đò điều rừng rỡ quan quan hò quan, cô vẫn áo trắng hoa nê hò quan, miệng lại cười tươi quan lại hò quan, treo lên trên ngà hò quan dô quan, hái quả mì đào tiên quan quan hò quan, cô đem về sân mơ quan quan hò quan, lấy công danh cho đông quan quan hò quan, lệnh cô ba chữ quan hò dô quan, nam bắc tung tây quan quan hò quan, dạo cảnh thanh đô quan quan hò quan, dạo trời tây hồ hò quan dô quan, qua chùa chân cua quan quan hò quan, quay mũi thuyền rồng quan hò dô quan, sang phủ tây hồ quan đi hò quan, lễ mẫu thượng thiên quan quan hò quan, rồi ngược dòng sông quan quan hò quan, cô về đóng đi hò quan dô quan, dù đứng mẫu thỏa trên trời nổi áo
thải con giá sinh phụ đời mẫu trong tay. Thank you.
dễ có mấy người được gặp bờ yên vì sống. Vì dân tôi chót nào lời nguyện để sâu chưa cả nên cõi thiên chưa về cổ vân. Cô vẫn ảo đạm chiều hè lơ lắng hoa đừng đình
đàn ngũ âm tam tình tình tam đêm sớm vắng vọng sân mắt vọng giữa ngàn bà tiên hội họp khúc ngàn giáo ca vòng bạch ngọc thanh hà ôm khúc quan thánh phong nghe áo lục xiêm ghê đầy ngàn hẹn hoa trái xung xuê mão đầu có hai quả tiến về đồng sống ân tình.
rừng nhớ lá như sông nhớ thuyền. Sông nhớ thuyền thì đò ngang bên ngà, cô thương ngõ dương lòng già xôn xao. Những người dở dại dở điên, thế nào mà hay buôn chuyện, cô chép biển cho rõ ràng. Cô đổ cho cây đức vững vàng, cho buôn cho bạc bạc vàng đầy kho. Sơn Thủy Tú Đàm Đang, cô bắt đồng, cô bắt đồng những người mà phân lưng ông lối nhầm cô của cho hình dung họ mà. Yeah.
A Di Đà Phật bảo cho chúng ta tay.